Gọn nhẹ là một ưu điểm thôi. Chụp ảnh đẹp mới là điều khiến mình thực sự ấn tượng khi trải nghiệm chiếc 3X này. Ricoh G3X được ra mắt với tiêu cự tương đương 40mm trên máy ảnh full frame, là một thông số mà được đánh giá là rất thú vị để chụp đường phố. Và nó sẽ thú vị hơn với tùy chọn giả lập màu. Không chỉ chụp phong cảnh, chân dung rất là đẹp, mà chiếc Ricoh này dùng để chụp sản phẩm cũng rất là hay nha. Nó có thể kích hoạt tính năng chụp macro nữa.